biết kiếp trước của thân mình, từ một đời, hai đời, ba đời cho đến trăm ngàn vạn đời, và các việc đã làm, cũng có thể biết kiếp trước của chúng sanh trong lục đạo và việc họ đã làm, thì gọi là túc mạng thông. Nhị thừa biết được nhiều lắm là đến 8 vạn kiếp. A-la-hán chỉ biết được 500 đời. Duyên giác thì cao hơn A-la-hán. Trong A-la-hán có người chuyên tu thần thông, chuyên tu túc mạng thông. Những người đó nhiều nhất cũng chỉ có thể biết được 8 vạn kiếp trong quá khứ. Bồ Tát biết đến vô cực, đây đồng nghĩa không có giới hạn. Lời nguyện trong kinh này lại nói là túc mạng đến vô lượng kiếp, thì chính là nói đến thần thông của Bồ Tát vậy. Thần thông của Bồ Tát Đại Thừa có thể biết được vô lượng kiếp. Toàn bộ các ngài đều biết hết. Sau cùng, Niệm Lão đã làm ra tổng kết cho chúng ta. Nguyện này hàm chứa 2 ý nghĩa. Một là như sư Trường Hiến người Nhật nói, do chẳng biết túc mạng nên chẳng sốt sắng làm lành. Do không biết quá khứ vị lai, đối với điều thiện không thể tinh tấn mà làm, chẳng sợ điều ác, không biết dè dặt, chẳng biết kinh sợ. Với muôn điều thiện trở nên lười biếng, tạo tác các ác cũng là do không biết túc nghiệp. Đây là sự thật, đây là cái bệnh chung của chúng ta. Rất nhiều đồng học đều có cái bệnh này. Thế thì phải làm sao? Đầu tiên phải tin chắc một điều là địa ngục khổ. Giáo học hiện nay khác với giáo học thời xưa. Cái tuổi tác của tôi, trước đại chiến thế giới thứ hai, lúc đó chúng tôi mới 10 mấy tuổi. Khi sự kiện Lư Câu Kiều bùng phát mở đầu cho chiến tranh Trung Nhật, năm đó tôi 11 tuổi. Tôi từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục như thế nào? Đó là giáo dục về nhân quả, giáo dục về Miếu Thành Hoàng. Mẹ tôi đến Miếu Thành Hoàng thắp hương, mang theo bọn trẻ con chúng tôi đến Miếu Thành Hoàng, đến xem Điện Diêm Vương, thập Điện Diêm Vương. Lúc đó Điện Diêm Vương đều là dùng đất sét để họa ra địa ngục biến tướng đồ. Mẹ của tôi cứ từng điều một dặn cho chúng tôi nghe, con xem người này chịu cái tội này, vì sao họ phải chịu cái tội ấy, họ đã tạo nghiệp gì. Từ nhỏ trong đầu óc của chúng tôi đều là chứa những thứ này. Bây giờ đã không còn rồi. Trẻ con hiện nay ngày ngày đều là xem tivi, ngày ngày đều là xem vi tính, trong đầu toàn là chứa mấy thứ linh ta linh tinh, mấy thứ đen tối hỗn tạp, toàn là sắc đạo dâm vọng, chứa mấy thứ này. Vì thế loại giáo dục mà chúng ta tiếp nhận không giống nhau, hoàn cảnh xã hội cũng khác. Vào thời đó có người vô cùng chất phác,
Chúng tôi ở thôn quê, nông thôn, khi bọn trẻ con tụ tập chơi đùa, có lúc cãi vã, đánh nhau, người lớn mà nhìn thấy chúng tôi đều đến la rầy một phen. Các vị ấy sẽ kéo chúng tôi lại rồi giáo huấn. Bọn trẻ chúng tôi đều ngoan ngoãn nghe theo. Đây là phong tục. Đến khi cha mẹ chúng tôi nhìn thấy người đi đường dạy chúng tôi, đều đến cảm ơn những người đó. Đây là gì? Là vì thế hệ sau mọi người đều có trách nhiệm. Con trẻ làm sai thì phải uốn nắn dạy dỗ chúng ngay lập tức. Làm vậy là chính xác. Không thể nói đó là con nhà người ta, chúng ta đừng có quản nó làm gì. Nhưng bây giờ thì thật không thể quản rồi. Bây giờ mà nhúng tay vào thì sẽ phiền phức ngay. Không quản được thì phải làm sao? Trước kia thầy giáo dạy học trò bắt phạt quỳ. Khi chúng tôi học tiểu học cũng từng bị phạt quỳ. Bị khẽ tay, bị đánh vào mông, bị phạt quỳ. Đó là gì? Để bạn phải ghi nhớ, phải nhớ cho kỹ. Bạn ở trong khoảng thời gian đó từng bị đánh, bị mắng, thì ký ức về khoảng thời gian đó sẽ cực kỳ sâu đậm. Đây đều là phương pháp dạy học rất tốt, bây giờ không còn dùng nữa rồi. Học trò thời nay, bạn mà đánh nó thì hậu quả không lường. Giáo viên sẽ bị nghỉ việc ngay lập tức, trường học sẽ không cần đến bạn nữa. Đúng là kém quá xa. Những thứ tốt bây giờ không dạy nữa rồi, toàn phải đùa cho trẻ vui, trẻ thích. Sai rồi. Trẻ con thì phải dạy dỗ, cho nên phải thường xuyên xem về địa ngục. Xem nhiều vào sẽ biết sợ. Nghe đến địa ngục là lông tóc dựng đứng. Địa ngục thiệt khổ quá, nơi này mà có thể đến sao, không thể vào đó được. Thế thì mới liều mạng mà niệm Phật, mong sao vĩnh viễn không bị đọa vào địa ngục, mãi mãi thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Bởi thế, những sai lầm này toàn là do không biết nghiệp của đời trước. Vị A-la-hán kia nhớ cái khổ trong Nê Lê, Nê Lê tức là địa ngục. Nhớ lại địa ngục, A-la-hán toàn thân toát mồ hôi lẫn cả máu. Vì sao? Vì các ngài biết họ có túc mạng thông, nên biết trong đời quá khứ đã từng ở trong địa ngục. Hơn nữa chẳng phải chỉ có một lần. Túc mạng thông của A-la-hán có thể biết được những việc trong 8 vạn kiếp. Thời gian đó các ngài ở trong nẻo ngạ quỷ, từng đọa vào đường súc sanh, từng ở trong địa ngục, liền hồi tưởng lại những ngày tháng đó, nên liền toát mồ hôi lẫn cả máu. Vì vậy xưa có vị A-la-hán nhớ đến khi xưa ở trong địa ngục, chịu các sự thống khổ thảm thiết mà kinh sợ cùng cực, mồ hôi toát ra có lẫn cả máu. Ngài Phước Tằng, đây là tên của một vị đại đức xưa. Ngài thấy xương đời trước của mình, liền chợt khai ngộ. Trong dấu mộc đơn ở chỗ này bảo, lại có người chẳng biết kẻ ấy là mẹ đẻ trong đời trước nên lấy làm vợ. Người con gái này
đời trước là mẹ của anh ta. Anh ta không biết, bèn cứ về làm vợ. Không biết đời trước là oan gia trái chủ, giờ thì là ai? Là con cái của mình. Chẳng biết là trái đời trước, nên đem nấu thành thức ăn ngon. Ăn thịt, gà, cá, vịt, nào biết đời trước đó là cha mình. Đây đều là do chẳng có túc mạng thông. Đấy đều do mê muội túc sự, hãm đắm cái nỗi vui trong đời. Nay chợt nghe bổn duyên, đều sanh tâm nhằm chán vậy. Nếu như họ thực sự biết được mọi chuyện rồi, chợt hiểu ra những người này, những người ở trước mắt mình, trong đời quá khứ có mối quan hệ như thế nào với mình, họ sẽ liền sanh cái tâm muốn xa lìa lục đạo luân hồi. Ý niệm này mới có thể khởi lên được. Như vậy, người cõi cực lạc cần phải có túc mạng chí thông. Ở thế giới cực lạc, ai cũng đều biết hết, họ đều biết rõ mọi chuyện trong vô lượng kiếp quá khứ, thấy một cách rõ ràng, rành rẽ. Bạn nghĩ xem, họ có thối tâm không? Họ sẽ trở lại xấu nẻo để làm mấy chuyện đó sao? Không bao giờ. Chỉ có một lòng dũng mãnh tinh tấn, sớm ngày lên địa vị Phật quả, cứu cánh viên mãn. Tâm tinh tấn khởi lên. Hiện nay phải chịu một chút khổ sở, âu cũng là lẽ dĩ nhiên mà. Để đời sau tôi không còn phải chịu nỗi khổ lớn lao nữa. Hải Hiền Lão Hòa Thượng 3 giờ sáng thức dậy. Thức dậy, thắp hương, lễ Phật, niệm Phật, nhiễu Phật. Đây là công khóa sáng của Ngài. Ngài rất vất vả, cả đời hơn 90 năm. Suốt 92 năm, Ngài 20 tuổi xuất gia, học Phật 92 năm, ngày ngày đều là như vậy. Vì sao? Vì Ngài biết khổ. Không phải biết đời trước khổ, mà là biết đời này của Ngài khổ. Năm Ngài 20 tuổi, quê nhà nông dân, sớm bị mất mùa, không có thu hoạch. Cha Ngài phải ra ngoài đi xin ăn, bị thổ phỉ đánh chết. Bản thân Ngài cũng phải đi xin ăn. Ngài biết khổ. Ngài niệm Phật, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, thì loại thần thông này liền được khôi phục trở lại. Có lẽ là vào lúc nào, khoảng năm 30 tuổi, Ngài liền biết mọi chuyện trong quá khứ. Bởi vậy, Ngài biết khổ, thật sự khổ, nên Ngài dũng mãnh tinh tấn. Như vậy, người cõi cực lạc cần phải có, phải có đầy đủ túc mạng chí thông, biết được những hành nghiệp của chúng sanh trong đời quá khứ, để nhờ đó dẫn dụ họ
dùng đó làm phương tiện hóa độ chúng sanh. 2. Là như Ngài Tịnh Chiếu nói, nếu biết được túc mạng thì chẳng tự cao, có thể đoạn dứt được tập khí ngạo mạn. Nhớ nghĩ đến vô số công đức trong quá khứ, nên chỉ nương theo thời nguyện của Phật được sanh về cõi kia. Vì sao khi bạn đến thế giới cực lạc lại có thành tựu thù thắng đến như vậy? Tuyệt không phải do công đức của chính mình tu tích được, toàn là do nương theo 48 nguyện của A-di-đà Phật tiếp dẫn bạn đến thế giới cực lạc. Ngài Trần Hiến cũng nói, vãng sanh cõi kia liền trước hết biết túc mạng, thật là thâm tạ Phật đức. Bạn sẽ cảm tạ sâu sắc ân đức của Phật. Như vậy người cõi cực lạc do túc mạng chí thông nên hết lòng cảm ngưỡng ân đức của Phật vậy, biết tri ân báo ân. Có người vì sao không biết báo ân vậy? Vì họ không biết. Sanh đến cõi cực lạc mới biết đời này của chính mình có thể thành tựu toàn là nhờ vào 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì, nên mới có thành quả thù thắng như thế. Không thể không cảm tạ ân đức của Phật. Cảm tạ ân đức thì phải làm sao? Chính là y giáo phụng hành. Thật tu, thật làm. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học tới chỗ này.